Ai á mà mê cây lá nhỏ, đẹp mà thơm nữa thì không thể bỏ qua cây Hàm Hương. Mùi hương dễ chịu, thanh thoát từ lá đến hoa, tán lá thơm mùi cam quýt, hoa nhỏ mà hương thơm hơn cả lá, ngọt ngào, cuốn hút. Lá rất bé mà có chứa rất nhiều tinh dầu. Dán bụi nhỏ dưới 50 xăng, tán tròn, xòe, cực kỳ thích hợp làm bonsai. Cây có tuổi thọ cao, rất dễ trồng và dễ thích nghi. Hàm Hương trồng thành bụi, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa mang đến hương thơm thanh mát, quá là tuyệt vời luôn. Lá Hàm Hương có thể dùng trực tiếp để tăng hương vị cho trà, rất là thơm luôn nha. Khi mua hàng tại Hàng Long Garden, mọi người sẽ luôn được đảm bảo đúng giống và hỗ trợ đồng hành trong suốt quá trình trồng cây. Nếu bạn muốn xem thêm nhiều loại hoa hương thơm, bạn có thể tham khảo tại website cayantrai.vn. Còn yêu thích Hàm Hương thì nhắn ngay cho Hàng Long Garden qua số hotline 0949 471 117 để sở hữu ngay nhé.